Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Kính thưa quý bà con, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những câu chuyện sản xuất đáng chú ý nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Lâm Đồng cần đẩy mạnh hơn nữa sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Lâm Đồng 2 năm trở lại đây, cơn sốt trồng rau thủy canh tại đây đã bắt đầu hạ nhiệt và giảm dần diện tích. Băn khoăn câu chuyện xuất khẩu khó không phải do nông dân trồng lúa chất lượng thấp. Thưa quý bà con, giá cà phê trong nước vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Trong khi đó, thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 6 đạt 75.000 tấn, trị giá 124,66 triệu đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 6, xuất khẩu cà phê đạt 851.700 tấn, trị giá 1,454 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,2% về lượng và giảm 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong nửa đầu tháng 6 đạt mức 1.662 đô la Mỹ một tấn, giảm 13,2% so với nửa đầu tháng 6 năm 2018. Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 6, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt mức 1.708 đô la Mỹ một tấn, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tại thị trường thế giới, giá cà phê giao kỳ hạn giảm do áp lực dư cung. Các nguồn hàng ở những thị trường lớn đang khá dồi dào, trong khi đó nhu cầu thị trường ở mức thấp do các thị trường tiêu thụ chính ở phía Bắc bán cầu vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Trên thị trường, người mua đang tìm kiếm những loại cà phê có chất lượng cao hơn, nhất là các loại cà phê đặc sản. Theo Cục Xuất nhập khẩu, đây cũng là xu hướng tiêu dùng hiện đại, buộc các nước sản xuất cà phê phải nâng cao công nghệ chế biến sau thu hoạch. Thưa quý vị, Lâm Đồng có trên 52.000 hecta sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chiếm 19% tổng diện tích đất canh tác trên toàn tỉnh. Hiện Lâm Đồng đã phát triển được 125 chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của 80 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 13.000 hộ nông dân. Tuy nhiên, điều đáng nói, việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ vẫn còn chiếm số lượng rất ít. Chỉ mới có trên 210 hecta được cấp chứng nhận, trong đó có 124 hecta chè, hơn 19 hecta rau và 70 hecta trang trại chăn nuôi bò sữa. Từ thực tế này, đầu năm 2019 đến nay, Chi cục Đo lường và Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 6 doanh nghiệp áp dụng triển khai sản xuất hữu cơ với mức 60 triệu đồng trên một chứng nhận. Cụ thể, 6 doanh nghiệp đăng ký sản xuất hữu cơ thuộc nhóm sản xuất chè, cà phê, rau quả và maca. Theo đó, Chi cục Đo lường và Chất lượng tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, thông tin, các hội, tổ chức nghề, v.v. đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đúng quy định, hướng tới quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thêm một thông tin rất đáng quan tâm khác đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng. Trước đây, diện tích trồng rau thủy canh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thời điểm lên đến 20 hecta, được trồng chủ yếu tại Đà Lạt và các huyện lân cận, nhưng hiện nay đang có xu hướng giảm. Thực tế, 2 năm trở lại đây, cơn sốt trồng rau thủy canh tại đây đã bắt đầu hạ nhiệt và giảm dần diện tích do khó khăn trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Để trồng rau thủy canh thương mại, đòi hỏi sự đầu tư ban đầu khá tốn kém, không dưới 600 triệu đồng trên 1.000m², bao gồm nhà kính, hệ thống dẫn nước, dàn đỡ, giá thể, máy bơm, hạt giống. Trong đó có nhiều thiết bị phải nhập từ Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia. Với chi phí đầu tư ban đầu cao, giá thành sản xuất 1 kg rau ăn lá thủy canh đã lên đến gần 25.000 đồng, khiến cho giá thành rau bán ra lên 40-50.000 đồng một kg. Mức giá này ít người mua đã khiến cho người trồng rau thủy canh gặp khó. Hiện nay, kênh phân phối rau thủy canh còn khá hạn chế. Hiện mới tiêu thụ chủ yếu ở siêu thị, các cửa hàng rau củ sạch nhỏ lẻ tại địa phương và một số thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Người nông dân canh tác rau thủy canh đang tìm hướng chuyển đổi sang trồng loại rau khác hoặc tìm kiếm khách hàng tại các thị trường mới để tìm đầu ra ổn định cho rau thủy canh. Liên tục chương trình, băn khoăn câu chuyện xuất khẩu khó không phải do nông dân trồng lúa chất lượng thấp. Chuyên mục con số hôm nay, hơn 4.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyện nhà nông, phát huy vai trò tộc họ trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và bà con, lần đầu được phát hiện giữa tháng 5 năm 2019, đến nay sâu keo mùa thu đã lan rộng, gây nhiễm trên 4.500 hecta ngô tại 11 huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai trên tổng số gần 30.000 hecta ngô toàn tỉnh.
Trong khi các loại thuốc sử dụng do Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo khá khan hiếm, thì ngành nông nghiệp và người nông dân tại Gia Lai đang tự tìm các phương pháp để ngăn chặn sự lây lan và tiêu diệt loài sâu hại này. Huyện Chư Bư có khoảng gần 1.900 hectare ngô xuất hiện loại sâu hại này, trong đó diện tích bị nhiễm nặng chiếm gần 1.500 hectare, tương đương 8 con sâu trên 1 mét vuông. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, do sâu keo phá hoại giai đoạn ngô non, chủ yếu đục vào phần nõn nên đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây ngô. Năm ngoái được thu 20 triệu, là năm nay sâu ăn hết không biết thu được hay không. Do đây là lần đầu tiên xuất hiện nên người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chủ quan, không tập trung xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, do thời điểm xuống giống vào đầu vụ khác nhau nên công tác phòng chống sâu không được đồng loạt. Chi phí phòng trừ một vụ một hecta như vậy tính ra từ 1 triệu đến 1,2 triệu, cho nên đặc biệt một số hộ dân tộc thiểu số thì họ không có tiền. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, các loại thuốc phun hiệu quả là các hoạt chất về emametin benzoate, abametin như là Amgen 5WG, Radiant 60SC, Volium 63SC kết hợp với thuốc kiến. Các loại thuốc này đều có hiệu quả đạt từ 70 đến 90%, phun khoảng 3 lần theo nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Ngoài ra có thể tiến hành 7 đèn hoặc 7 hormone giới tính để tiêu diệt sâu trưởng thành. Thưa quý bà con, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 6,3% về sản lượng và 20,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Lý giải về tình trạng xuất khẩu ảm đạm, một số ý kiến từ bộ ngành và doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân chính là do chất lượng lúa gạo của nông dân làm ra chưa cao. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay như tại tỉnh Đồng Tháp, hàng chục năm qua nông dân đã chuyển hầu hết diện tích sang sản xuất các loại giống lúa chất lượng cao và sẵn sàng làm theo quy trình do doanh nghiệp chỉ định. Vì vậy, nhiều nông dân tỏ ra băn khoăn với ý kiến cho rằng xuất khẩu giảm là do chất lượng lúa gạo. Hợp tác xã Tân Tiến, vụ hè thu này có hơn 600 hectare trồng những giống lúa chất lượng cao là OM4900 và Jasmine 85. Nông dân cho biết, những vụ trước, các diện tích lúa này đều được doanh nghiệp liên kết bao tiêu, còn năm nay thì không. Lình cao làm lâu lắm rồi, cả mấy chục năm nay ở đây mặn hoài luôn đó. Chứ có năm thì lúa ngang nó tương đối với lúa chất lượng cao. Có năm thì lúa chất lượng nó cao, nó cao hơn. Vụ đông xuân rồi, giá lúa thấp, nhưng nông dân ở đây vẫn duy trì sản xuất lúa chất lượng cao. Hiện tại khoảng một tuần nữa, cánh đồng này sẽ vào thu hoạch. Điều đó cho thấy quyết tâm sản xuất chất lượng cao của nông dân không vì vậy mà thay đổi. Nông dân sản xuất lúa mà không đủ chất lượng để sản xuất lúa để xuất khẩu thì đây thì tôi cũng không biết là nói sao. Học những cái lớp chương trình, rồi chứ là làm cũng theo cái chương trình nữa, nó cũng đảm bảo nữa mà không biết sao thị trường mà cái giá nó không kéo lên được. Theo thống kê năm 2018 ở Đồng Tháp, tỷ lệ lúa chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh là 63,8%. Hai vụ lúa gần đây khi giá lúa xuống thấp nhưng tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao toàn tỉnh không hề giảm đi, thậm chí còn tăng thêm khi tỷ lệ lần lượt vụ đông xuân là 68,6% và hè thu này là 69,2%. Thế nên, việc đổ cho xuất khẩu ảm đạm là do nông dân sản xuất lúa gạo chất lượng không cao là chưa hợp lý. Lúa thấp là không phải là do cái chất lượng chúng ta giảm, mà là do là cái liên kết giữa cái nông dân và các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, các doanh nghiệp sai sạc giảm, và tiêu thụ gạo trong nước giảm, áp lực để người nông dân bán lúa liền sau khi thu hoạch. Hiện nay rất là lớn, mà khi mà cây nông dân cần bán lúa liền thì đương nhiên là phải bán giá thấp. Như vậy có thể nói, bên cạnh yếu tố thị trường thì nguyên nhân khiến xuất khẩu ảm đạm xuất phát từ sự yếu kém của nhiều khâu khác trong chuỗi giá trị ngành lúa gạo. Nhìn nhận đúng được nguyên nhân để tìm ra những giải pháp đúng hơn là vội vàng kết luận xuất khẩu khó là do nông dân không làm lúa chất lượng cao. Quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 4.402, đây là số xã đạt chuẩn nông thôn mới của cả nước tính đến tháng 6 năm 2019. Theo đó, tính đến tháng 6 năm 2019, cả nước có 4.402 xã đạt 49,38% đạt chuẩn nông thôn mới. Có 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi xã đạt 15,26 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, 4 tỉnh Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và thành phố Đà Nẵng đã vươn lên thành 4 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Một trong những giải pháp hiệu quả góp phần đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là sự huy động nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình. Dự kiến năm 2019, cả nước có khả năng huy động được khoảng 367.856 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa quý bà con, xác định vai trò của tộc họ có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của việc xây dựng xã nông thôn mới, góp phần xây dựng và đưa các thiết chế văn hóa đến với cộng đồng dân cư, tộc họ văn hóa. Xã Bình Định Bắc, huyện Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương làm tốt công tác vận động tộc họ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2018, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc được Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Bình công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kết quả này, có sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đóng góp tích cực của nhân dân và đặc biệt có sự đi đầu gương mẫu của những người đứng đầu tộc họ như ông Trà Tấn Tôn. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua việc ông Tôn chủ động hiến hàng trăm mét vuông đất lúa, tạo điều kiện thuận lợi mở rộng tuyến đường liên thôn của xã những năm trước. Cái phong trào của tộc đó là chỉ có xây dựng gia tộc văn hóa, rồi khuyến học cho con cháu trong cái ngày hội, ngày chỗ, ngày chọp đó là công bố những cái gì đó là con cháu không nên làm. Hiện toàn thôn có 2,6 km đường được bê tông và nhựa hóa, giao thông nội đồng đạt 100%. Tổng kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới của thôn là 1,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1/3 số tiền. Và riêng con cháu tộc Trà đã có sự đóng góp đáng kể về công sức, đất đai, tiền của trong thực hiện chương trình. Trong quá trình thực hiện của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì đối với nhân dân của thôn Đồng Dương nói chung cũng như là nhân dân của tộc Trà của thôn Đồng Dương hưởng ứng rất tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhất là như là vận động con cháu thực hiện tốt cái chủ trương rồi là tham gia hiến đất hiến cây rồi thực hiện xây dựng như xóa vườn tọt rồi là chỉnh trang nhà vườn rồi là thực hiện gia đình văn hóa. Nếu có dịp về kinh đô Champa vang bóng một thời, nơi có di tích Phật viện Đồng Dương tọa lạc, chúng ta dễ dàng nhận thấy những đổi thay nơi đây. Hệ thống điện đường, trường trạm được đầu tư kết nối đồng bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cũng câu chuyện về xây dựng nông thôn mới, thưa quý bà con, Cát Tiên là một huyện xa nhất của tỉnh Lâm Đồng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn do điều kiện sản xuất không thuận lợi bằng các địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên phong trào xây dựng nông thôn mới ở Cát Tiên luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của cả hệ thống chính trị và đem lại những khởi sắc rõ nét. Con đường trong khu dân cư xen lẫn khu sản xuất thuộc thôn 3B, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên này trước đây rất lầy lội, khó đi. Cuộc sống của người dân nơi đây vì thế cũng không thể giao lưu phát triển được. Từ khi có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bà con trong thôn đã nhanh chóng hưởng ứng. Riêng gia đình bà Nông Thị Linh đã hiến hơn 1.500 mét vuông đất cùng với ngày công và kinh phí để làm được và bà đã nhận thấy những lợi ích mang lại. Nhân dân sướng vui mừng lắm, làm nó sạch sẽ, từ làm cái đường thì các thứ lúa thì người ta vào đến nơi mua hết, không có vận chuyển, chỉ có máy cày về lên bờ là có máy, là cái ô tô về người ta lấy luôn. Hiện nay Cát Tiên có 7 trên 9 xã về đích nông thôn mới, chỉ còn xã Đồng Nai Thượng và xã Mỹ Lâm sẽ phấn đấu về đích trong năm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Lâm, một trong những xã vùng sâu nhất của huyện, cũng đang miệt mài phấn đấu, góp công, góp của ra sức xây dựng nông thôn mới. Tập trung về chỉ đạo sản xuất, tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, rồi là thực hiện cái công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó thì tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thì huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện cái lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thì thứ nhất là huyện phải tập trung hoàn thành cái nhiệm vụ đồ án quy hoạch vùng của huyện. Ngoài ra thì tập trung hoàn thành cái đầu tư xây dựng cái trung tâm văn hóa huyện, hoàn thành để đưa vào sử dụng để đạt cái tiêu chí văn hóa giáo dục y tế. Qua 10 năm, Cát Tiên đã huy động được gần 35.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đời sống của người dân đã được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Thưa quý bà con, những nội dung chia sẻ trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.